đầu năm ba viết cho con kết quê hương khói lửa mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười. Lời đầu năm tha thiết bao la không có mẹ chở đến Tết kịp không ạ? Có Tết không sẽ còn thôi. Nay là rượu rồi. Đẹp quá chừng ha. Ở này mà ngay Tết chắc là đẹp dữ lắm ta. À, cô chú thấy cái đợt bông của mẹ trồng mà tại vì mẹ nó ra được lúc nào ra chứ không có canh ngay Tết. Tại hôm mẹ rải sẵn rồi trời mưa cái nó lên. Dạ. Quá chừng ha. Dạ mẹ chuẩn bị bột cào ra ruộng. Mấy cái bông này thì chắc nó không ra bông kịp rồi, nó hơi nhỏ. Dạ. Hoàng Sơn chào bà con nghe. À, bữa nay thì Hoàng Sơn với mẹ ra ruộng để đốt ba cái cỏ bờ ở ngoài ngoài mã nè. Thì tới ngày 24 mình đi tổ mộ á thì làm không có kịp. Bây giờ mình đốt trước để cho nó cháy cỏ rồi bữa nó ra mình chỉ chặt sơ sơ lại thôi. Ở dưới quê mình đốt phải coi chừng sợ nó cho thổi nó bay tro bay đầu nguy hiểm. Giờ nhà bác Năm nó học nhiều tấm lá để sổ rồi. Dạ hồi đó. Trước đốt cháy sợ quá chừng hen. Cháy nhà bả. Cháy nhà bả thì cháy luôn giải nhà bả. Nay kiếm lá không có ra không chịu cháy. Cháy rồi bắt đền ha. Sau này ruộng lên cỏ quá trời ta. Không phải cỏ. Vậy mà. Mà trời hả? Nó rớt lúa xuống nó lên đó. Dạ. Tại nay trời nắng thì nó chết chứ đâu xuống nổi. Ừ. Thì có nước lạnh trổ luôn. À. Máy phóng nó rớt nữa. Ôi, đất ba trồng mấy cây nó dương đẹp chị. À, đẹp ha. Rồi, ra bông rồi quá trời đẹp luôn. Bông giấy cũng đẹp nữa. Đẹp quá. Chị Sơn Ca chưa về hả mẹ? Dạ. Vậy con mẹ làm thôi. Thường thì anh Ca hay ra phụ mẹ. Ruộng mình nay cũng sao mà nó bờ xấu dữ vậy ta? Tắt nè. Nó hổng nó ướt rồi cái máy chảy. Có vòng vòng vậy đó. Xuống ruộng đi đi. Mỗi năm thì mình làm ruộng mình hay ra đây. À, nhưng mà mấy năm nay không có ba rồi mẹ cho bác Út làm à, nên là bỏ luôn ít có khi nào ra. Vậy là rôm này chắc máy cuốn rồi ta hút cái máy cuốn đâu ăn đó là ta hút đó còn máy mà đây còn à, dạ. Này đốt cháy không đây mẹ? Dạ nhưng mà ý là nó cháy dữ không á? Dạ chắc không cháy dữ đâu. Dạ, trời im im này, không cháy dữ. Nhưng mà cỏ nhiều quá mẹ.
cơm nó lại. Giờ trái đốt từng nhúm đi. Ừ. Hay là lấy xe rò đẩy ra. Không. Cái thùng về thùng để trong không cái lan thôi. Dạ, đây về sắp hết, sẽ chắc. Nước dạ. Lấy hai thùng đỏ đi, để sắp hai tay hai thùng. Ghé vô cái máy nước ở chỗ làm bông á. Dạ. Ở đây mình đốt, mình thấy đồng đồng quang vắng nè, nhưng mà lỡ mà nó cháy nó bắt được lửa thì rất là nguy hiểm. Nên bây giờ mình gom nó lại cho nó đứt chân. Mình sắp thêm nước, mới giờ mình dập nó. Giờ mình về chuẩn bị ít nước mình dập lửa ha. Giờ mình cho lửa nó cháy nhỏ nhỏ, mình đốt chặn từng đoạn để cho nó không cháy lan. Cỏ rất là nhiều ha. Mình vẽ cái nhánh khoai mì nè. Dập. Nó nguội rồi cũng không có sợ. Dạ. Cái lúc mà 2-3 giờ chiều á cháy ghê lắm. À lúc đó là đang khô rang á. Dạ. Mấy bữa khoai mì của mẹ giờ thành khoai mì nướng hết rồi. Đó, cô chú thấy đốt ở đây ở dưới đồng mặc dù thấy nó rất là dễ đốt nhưng mình cũng phải sợ ha. Đó, mình phải gom vòng vòng để cho nó cháy trong khoảng này thôi. Đó, còn chỗ nào mà thấy cỏ nó ra dày quá đó, mình tạt nước lên để cho nó cháy dịu dịu một chút, nó cháy âm ỉ từ từ thôi. Đó, mấy cây mì của mẹ giờ héo ráo nè. Đó, nãy Hoàng Sơn bẻ cái nhánh cây nó đi dập phụ, dập vòng vòng mấy cái lề này nè, không cho nó cháy lan ra ngoài. Chứ khi mà lửa nó bừng lên rồi á là mình cản không có được đâu. Đó, đồng không nhà trống nè. Nhưng mà khi nó cháy lan thì nếu mà không tưới để cháy cao. Dạ có cái độ nóng của lửa với gió đó, nó cuốn dữ lắm. Mẹ tránh xa cái khói độc ra, ngộp thở. Rồi bây giờ mình qua bên chỗ của ba với bên nội đi. Đây cháy cũng xong rồi đó. Nãy con lấy chiếc xe đùa con đẩy ra. Đẩy ra tới ngay chỗ cái bờ mà chiếc xe máy cày nó làm phá bờ á, đẩy xe đùa xuống không thấy, sụp cái đổ không hết nữa. Cái ruộng mình thấy không có rơm gì chứ khi nó bắt lửa là cháy cũng ghê lắm á mẹ. Khoan mẹ, để nó cháy xong rồi mình tính. Tới hôm số 2 vậy hả em? Ừ anh đốt sắp xong rồi, đốt lõm lõm từ 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 á, chứ sợ nó cháy ào mình xử lý không kịp. Cơm xong chưa? Quá trời nó cháy thì thấy ham lắm nhưng mà không có dám. Nãy anh lấy cho xe rùa anh đẩy nước ra, đẩy ra tới đây nó dấp cái bờ cái nó đổ gần hết không hết nữa. Cẩn thận đó, lỗ chân trâu. Hôm nay lỗ mai cài chứ không có lỗ chân trâu. Lên đây xuống đây. Từ đây. Cái cây này bị hư. Nên là xài luôn cả cái hộp bẹt. Ủa rơm cháy ngon quá ha. Ở đây có rơm để đốt. Có mùa là người ta cuốn rơm hết rồi, kiếm một cọng rơm không ra. Dạ. Ở bên ruộng này á, thì nó không có cỏ, không có sợ nó cháy lan ra ngoài. Chứ nãy bên kia anh với mẹ lấy nước dập. Đóng nó mình tích ra đi. Lấy nước dập cho nó không cháy lan ra. Rồi mình chỉ lấy cái sơ sơ thôi, còn chỗ nào mà cỏ tươi á mình sẽ ra mình chặt sau. Mình lấy cái dao mình chặt. Ở bên này trăng tròn quá ha. Nay 14 mà. Rằm. 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 Rồi được rồi xíu, khỏi cơm nữa xíu. Mệt quá. Làm sợ, nãy anh với mẹ dập quá trời, nó cháy quá trời cháy. Nay nó nhiều lớp chỗ này. Rồi cái lo vừa tạt vừa dập. Nó vừa cháy lên cái dập vừa cháy lên dập. Cho nó bớt cháy.
Sáng mẹ với Xuyến đi hái rau hả mẹ? Nó có mấy loại rau đắng mà. Hai. Rau biển nè. Dạ. Biển mà đắng đắt. Cái nào ngon? Cái nào cũng ngon hết trơn. Mà cái này ăn cháo cá là đúng hơn nha. À, thường cháo cá lóc lên này ha. Ừ, đó đắng đắt. Ăn cái kèo này nhớ ba. Ba hồi xưa ăn cá kèo mà mình rọng muối xong á, mình thả vô luôn, mà mẹ lúc đó mẹ không dám ăn. Tại xưa để dương kỳ đầu lên vậy. Tại xưa xứ của mình á là làm sạch, cắt mỏ, cắt dây. À, rồi mới nấu. Rồi còn ở miền Tây á, ba gì với ăn là rọng nước muối một hồi. À, với lại cái cá nó cũng sạch, mấy con cá mà cá đóng đáy nó sạch. Chứ còn cá bắt trên ruộng dơ lắm, bụng dơ. Rồi sau này cá nuôi thì sẽ cũng không ngon bằng ha, nên là thường ở thiên nhiên mình ở dưới sông á mình mới làm kiểu đó được, bụng nó sạch. Khi mà con cá nó xuống sông rồi á là cái bụng nó ta nói gan lớn như gan cá kèo vậy. Yeah. Nó đầy bụng luôn à, nó không có ruột. Từ từ nó lớn rồi cái nó đầy bụng luôn chứ. Rồi cái nó đi ra sông thì nó chết á. Yeah. Cuộc đời nó là vậy, nó đi nó chết đó hả mẹ? Nó không sao không? Để Hùng mới ăn cháo cá nè ha. Ba thích ăn cháo cá kèo với cháo cá lóc mà ha. Cái này là mình để cháo thiệt là nóng ha, để mà mình trụng cái rau này vô. Để rau vô chén chan vô. Chín cái muỗng. Mà lấy cái muỗng này xem con lấy cho. Chan nước mắm vô. Bữa nay cả nhà mình ra ruộng để về quê quẩy. Để dọn dẹp trước để tới ngày tổ mộ á là đỡ cực. Sập tro. Đốt cái lá tro nó xìu xuống rồi. Từ đây tới đó tro nó. Dạ, chứ nhiều khi mình vừa đốt xong á cái mình dọn dẹp trên nó bay trở lên. Bay lại dạ. Dơ. Dạ. Mấy cá nữa. À, rồi chỗ tay bên này Xuyến đãi cho mình món mực nữa nè. Với cá kèo. Cá kèo cái khô cá kèo hôm nay là 2 năm rồi, là mình không có 3 năm rồi. Cô chú này ha. Hồi trước nó có lại em mà lên giá, giờ không có hàng luôn. Cá nuôi không có. Giờ cá nuôi không có luôn. Bây giờ mới có cá tươi để ăn được nè. Còn cá tươi cũng mắc, cá là đông đáy. Cá đông đáy hả? Dạ mắc heo. Cá trăm mấy một ký. Mấy chén rồi Sơn Hùng? Nãy con với Sơn Hà chạy ra coi bà nội với ba làm việc hả? Rồi sao nó la lãng rồi về vậy? Nó không chịu đi. Dạ hả? Kêu ra nữa không chịu. Rồi về. Hai năm dẫn nhau về hả? Bà nói đợt này cô Sáu không có về tổ mộ không ạ? Không, cô Sáu này yếu quá, bệnh hoài. Ổng về chơi lên đi nhập viện. Rồi nói chắc năm nay chị không về, bà nói chắc tụi nó không chơi chị về rồi. Dạ. Sơn Hùng nhón chén cho ba sao bị mẻ tới mà, cũng mình xong rồi. Bố còn lấy cái chén nguyên nha. Tôi đó về tới mà cũng mình xong hết rồi. Năm rồi nhà có anh Phú, anh Yên, anh Cha, ra phụ. Dạ. Cái chén mẻ là mình để đựng xương á Sơn Hùng. À, còn cái chén nguyên mình ăn. Chưa anh Phú hả? Cha bằng phụ nghe. Nó mới ra chứ. Không có nhà thôi, có nhà ra làm chứ. Nay đi học vui không sao không? Nghe vui. Có gì khó khăn không? Khó khăn nhớ kể ba nghe nha. Dạ. Có gì khó hiểu không? Dạ hả? Dạ có nhưng mà coi chỉ lại. Làm được hả? Cái quy động mẫu số. Sơn Hà thích hả? Dễ thôi hả? Ủa? Nay lớp 4 là có quy đồng mẫu số nữa hả? Dạ. À. Nhanh ha, nay lớp 4 rồi. Sang năm là lên lớp 5 học hết cấp 1 rồi ha. Dạ. Uống sữa hả? Dạ. À, bà sẽ chào cả nhà. Bữa nay ăn món cháo cá nhớ ba. Ngày xưa ba thất nghiệp thì ở nhà hay là nấu cháo cá ăn. Cháo cá rồi đắng đắt. Để cháo cá nó rẻ. Cá thì mình có thể lưới nè, cá phi cũng được. Cá mồi nó có xìu. Rồi nó gì? Rau. Rau.
đóng lắm chiều. Như cái này ăn trộn vậy mới ngon ha, chứ trộn vô mà luộc chín không ngon ha. Chín không ngon, sơ sơ á. Cái lẩu cù lao mình có nấu kiểu cháo này được không ạ? Cháo cá. Cháo cá lẩu cù lao. Đó là ăn lẩu cù lao nấu nấu lẩu lòng với da heo, với heo cát á, ăn cát á. Là cá lòng hả? Lòng một cá chưa thấy. Tại vì sau này người ta dùng cái cù lao đó để chế biến nhiều món lẩu khác nhau. Ở đó có một món, có một mùn nữa. Dạ. Món đó là đám cưới mới làm không nè? Cưới đám dỗ. Cái cá là đây. Thường ở dưới quê mình á, mình hay làm dọn dẹp xong hết rồi. Tại vì ở gần nhà, mình dọn trước. Cái ngày 25 thì mấy cô chú ở Sài Gòn mới về. Mình thường mình dọn sơ sơ trước rồi 24 thì dọn xong thêm. Tại anh hẹn với mấy người đó là 24 đó là làm ở đây. Rồi anh giờ 24 là bà con về ngày 24. Dạ. Ngày 25 nó đi tình vô rồi. Cô chú thấy nay ở đầu mình dọn rồi thấy công ký tác ha. Đồng khô rồi là cái mình đốt khối làm chiều. Hồi xưa thì ba hay ra làm đó, hồi xưa cũng có đi học không à, với đi làm xa không có về đó, hôm nay giao nhiệm vụ lại cho Hoàng Sơn nên là ở nhà thờ chia sẻ cả nhà mình dành ấm cho vui ha, làm kỷ niệm luôn. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha, chuẩn bị đón Tết cùng Nam Việt. Chào tạm biệt.